Chúng ta cùng đến với một câu hỏi về con lắc lò xo treo thẳng đứng. Bài cho chúng ta một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,2 giây. Biết trong mỗi một chu kỳ dao động thì thời gian lò xo giãn gấp 2 lần thời gian lò xo nén. Lấy g bằng pi bình phương mét chia dây bình. Bài hỏi chúng ta là chiều dài quỹ đạo dao động của vật nhỏ của con lắc là bao nhiêu? Ở đây người ta cho chúng ta về con lắc lò xo treo thẳng đứng. Thì uh, các bạn uh, nhớ rằng người ta mà cho chu kỳ là chúng ta tính được delta L và ngược lại cho delta L là chúng ta có được chu kỳ. Delta L là độ giãn, độ biến dạng của lò xo khi con lắc khi vật nhỏ con lắc của chúng ta ở vị trí cân bằng. Được chưa? Đấy. Vậy thì ở đây các bạn uh, thấy người ta cho chu kỳ rồi. Chúng ta có công thức tính chu kỳ con lắc lò xo treo thẳng đứng bằng 2 pi À, bình thường đối với con lắc lò xo thì chúng ta có công thức t bằng 2 pi căn bậc 2 của m chia k nhưng đối với con lắc lò xo treo đứng thì công thức tính chu kỳ còn có thêm công thức nữa đó là t bằng 2 pi căn bậc 2 của à, delta l chia cho g nó na ná, ná giống như con lắc đơn nhưng bản chất là khác nhau nhé delta l này là cái độ giãn độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng còn đối với con lắc đơn thì l cái tử ở trong cái căn này chúng ta là l tức là chiều dài con lắc đơn nhớ chưa À, vậy thì ở đây các bạn thấy rằng là thường thì người ta sẽ cho các bạn là g bằng pi bình phương, g bằng pi bình phương thế nên là công thức này chúng ta bây giờ đơn giản thành là à, pi sẽ triệt tiêu đúng không? g bằng pi bình phương mà thế nên là pi và pi bình phương trong đây là triệt tiêu, còn mỗi hai căn bậc hai của delta l, thôi. Đấy, thế từ đây các bạn suy ra được delta l sẽ là bằng à, người ta cho chu kỳ bằng 0,2 giây rồi, thế nên là căn bậc hai của delta l bằng 0,1 giây À, bình phương lên, delta L chúng ta sẽ bằng 0,001 m tức là bằng 1 cm. À được một thẳng rất là quan trọng. Và cái dữ kiện tiếp theo người ta cho chúng ta đó là thời gian lò xo giãn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ. Cái thông tin này sẽ giúp cho chúng ta tính được quan hệ của delta L và A. Thật vậy các bạn sẽ có cái mô hình 4 điểm của con lắc lò xo trong thẳng đứng như sau. Thường là chúng ta sẽ vẽ bốn cái điểm. Đặc biệt các bạn sẽ kẻ vị trí cân bằng này. À, không có gì cả. Vị trí cân bằng thôi mà. Rồi, các bạn sẽ kẻ um, biên bên trên. Đấy. Bởi vì chúng ta không biết là ox hướng lên trên hay xuống dưới. Đúng không? Thế nên chúng ta sẽ gọi cái biên này là biên trên, tức là biên bên trên. A à, trên đi. Đấy. Và biên bên dưới chúng ta dĩ nhiên nó phải cách đều với vị trí cân bằng O. à, đây biên bên dưới chúng ta đây a à, dưới và cái tình huống ở bài này là trong quá trình mà con lắc dao động thì lò xo của chúng ta có cả giãn cả nén thời gian giãn gấp hai lần thời gian nén thế nên đây là trường hợp dao động với biên độ lớn tức là biên độ của chúng ta nó lớn hơn delta l Đấy, có nghĩa rằng là vị trí lò xo tự nhiên sẽ nằm giữa vị trí cân bằng và vị trí biên bên trên đúng chưa Đấy, thế nên là trong quá trình dao động lò xo của chúng ta có cả giãn cả nén và thầy có thể gọi đây đi bất kỳ đây vị trí tn chưa biết chính xác đâu thế nhưng mà nó phải nằm trong cái đoạn nối ô và biên bên trên còn nếu như vị trí tn chúng ta ở bên trên đây bên trên vị trí bên trên thì trong quá trình dao động lò xo chúng ta luôn giãn nhớ chưa đấy thế nên là cái trường hợp mà lò xo có cả giãn và nén thì tn chúng ta tức delta l nó phải nhỏ hơn a hay là tn phải nằm trong cái đoạn nối ô và biên bên trên đấy và thời gian lò xo của chúng ta mà bị nén là cái đoạn này, đấy, cứ ở bên trên tn lò xo sẽ bị nén, còn nếu như vật ở bên dưới tn dao động bên dưới tn thì lò xo của chúng ta sẽ bị giãn và ở tn lò xo chúng ta không biến dạng, tức là không giãn không nén, đấy lò xo của chúng ta ở đây sẽ bị giãn, giãn là năm chỗ ghi là z đúng không, chỗ thì viết là z cũng không sao hết lò xo giãn hay là giãn cũng được à, đây là lò xo chúng ta bị nén đấy thế người ta nói rằng là trong một chu kỳ thời gian lò xo giãn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén có nghĩa là sao có phải là cái quãng đường này của chúng ta nó phải bằng hai lần quãng đường này không à, không phải nó là cái thời gian mà lò xo của chúng ta dao động khi bị giãn sẽ là 2 t chia ba còn nén sẽ là t chia ba một chu kỳ thì chia thành 3 phần đúng không? Hai phần sẽ là bị giãn, một phần sẽ bị nén. Vậy chúng ta quan tâm tới thằng nén này này. À đó là trong một chu kỳ lò xo chúng ta bị nén đó là T chia 3. Và T chia 3 đó là do vật của chúng ta dao động ở hai cái đoạn. Đấy. Chắc chắn nó phải dao động từ biên trên xuống vị trí này đúng không? Và có thể là từ vị trí này lên biên bên trên. Các bạn có thể coi như thế, có nghĩa là nó dao động hai cái đoạn như thế này. À, và hai cái đoạn này tổng thời gian là t chia 3. Thế nên là một đoạn này Một đoạn thôi nhá Thời gian sẽ là T chia 6 Theo trục phân bố thời gian Thì từ biên trên về đâu là T chia 6 À dĩ nhiên là về A chia 2 Bạn nào cũng biết cả đúng không Vậy thì vị trí này của chúng ta sẽ là Biên độ Chia cho 2 Cũng chẳng biết là đang ở tọa độ dương hay âm Cái đấy không quan trọng Có nghĩa là delta L của chúng ta là bằng A chia 2 Đấy Delta L của chúng ta đây này chính là bằng a chia 2. Mà delta l thì lại cho bằng 1 cm rồi. À, thế nên là các bạn suy ra. Từ đây các bạn suy ra được biên độ a chúng ta gấp 2 lần delta l tức là bằng 2 cm. À, và người ta hỏi chúng ta không phải là biên độ của vật dao động mà là quỹ đạo của vật dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng thì các bạn nhớ là nhân thêm 2 nữa, tức là bằng 4 cm. Được chưa? Rồi, chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. À, ở đây chúng ta phải chọn đáp án đã 4. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Chúng ta tới câu hỏi về dao động cơ. Bài cho chúng ta một vật nhỏ dao động điều hòa có cái đồ thị của đồ thị sự phụ thuộc của vận tốc theo thời gian VT đấy như hình vẽ. Ứng với điểm M trên đồ thị, điểm M ở đây này. thì li độ của vật có giá trị bằng bao nhiêu đấy và đây người ta cho đồ thị của chúng ta là vận tốc theo thời gian nhưng người ta lại hỏi thông tin về li độ của vật ứng với vị trí điểm M trên đồ thị của vận tốc theo thời gian À vậy thì cái hướng làm của chúng ta đây là gì đó là các bạn phải xem cái trạng thái của điểm M của chúng ta trên đồ thị của vận tốc là như thế nào tức là chúng ta sẽ phải xác định pha dao động của vận tốc và có được pha dao động của vận tốc thì chúng ta sẽ rút ra được pha dao động của li độ bởi vì các bạn nhớ là vận tốc luôn nhanh pha hơn so li độ một lượng là pi trên hai thế nên là xác định được pha tại điểm m của vận tốc thì chúng ta sẽ xác định được pha của li độ ứng với điểm m đó và chúng ta cũng có được trạng thái dao động tức là chúng ta sẽ có được li độ của vật bằng bao nhiêu chính xác bằng bao nhiêu chứ không phải là độ lớn nhớ chưa thế trong câu này thì không bao giờ các bạn nên đi theo cái hướng là dùng công thức độc lập bởi vì là công thức độc lập của xv Các bạn thấy là nó có những cái bình phương bình phương Do đó mà khi các bạn thế số vào Thì các bạn chỉ tính độ lớn thôi Thế nên bài này các bạn phải đi theo pha nhá. Và chúng ta sẽ đi làm như vậy Làm đúng như vậy à, Ở đây các bạn thấy rằng là Cái điểm M của chúng ta Thì uh, Những cái đường này chúng ta là phân chia rất đều nhá Nên điểm M này của chúng ta là ứng với vận tốc đang bằng 5 pi Tức là V max chia cho 2 v mắc của chúng ta ở đây là bằng 10 pi biên âm là trừ 10 pi này thế nên là biên dương chúng ta là 10 pi và chúng ta sẽ có ở đây đó là ứng với điểm m tại điểm m của chúng ta thì v đang bằng các bạn dễ dàng thấy là bằng v mắc chia hai các bạn thấy là vận tốc của chúng ta dương luôn đấy nhé nó đang nằm ở phần dương mà v mắc chia cho hai và bằng 5 pi à, và các bạn thấy là xu hướng theo thời gian tức là tiến lên tương lai thì ngay sau điểm M chúng ta vận tốc chúng ta có giảm đi, à, vận tốc ở giảm đi, vận tốc giảm đi thì các bạn sẽ suy ra à, pha của vận tốc ứng với điểm M sẽ là à, với giá trị là v max chia 2 thì có hai pha cộng trừ pi trên 3 của vận tốc đúng không? và đang giảm thì chúng ta lấy pha dương, đang tăng thì chúng ta lấy pha âm và đây người ta cho, đang cho trên đồ thị chúng ta là đang giảm thế nên là các bạn sẽ lấy pha dương pi chia cho 3. Đấy. Và các bạn sẽ suy ra được pha của li độ ứng với điểm M đó sẽ là bằng à, tại một vị trí tại một thời điểm hay là ứng với điểm M trên đồ thị của chúng ta thì vận tốc sẽ nhanh pha hơn so với li độ một lượng là pi chia 2. Hay nói khác đó là li độ trễ pha hơn vận tốc một lượng là pi chia 2. Thế nên các bạn sẽ lấy pha của vận tốc ứng điểm M đó trừ đi pi chia 2. Và các bạn sẽ ra đây là bằng trừ pi trên 3 mà trừ đi pi trên 2 bằng trừ pi chia 6. À với pha là trừ pi chia 6 thì các bạn sẽ tương đương với trạng thái dao động của vật là x sẽ là bằng a căn 3 chia cho 2. Và vật đang đi theo chiều dương, tức là li độ chúng ta xu hướng tăng lên dĩ nhiên rồi vận tốc ứng với điểm M này đang dương mà nên là vật của chúng ta phải đi theo chiều dương thế nên là nó rất là chính xác đúng không rồi thế bây giờ các bạn phải tính chính xác cái li độ này bằng bao nhiêu thì các bạn phải tính cái biên độ và công việc này thì không quá khó đúng không chắc các bạn đều làm được cái công việc này đó là chúng ta sẽ đi tính biên độ dĩ nhiên là muốn tính được biên độ thì các bạn sẽ phải trong bài này thì các bạn sẽ phải đi tính omega bởi vì là v max có rồi đây chính là omega nhân a này đây chính là omega nhân a Vậy thì muốn tính A chúng ta đi tính omega Và muốn tính omega trong bài này thì có lẽ chúng ta phải đi tính qua chu kỳ Đấy. Và dựa vào cái thời điểm 0,5 giây ở đây Thì các bạn có Đó là 0,5 giây Theo trục phân bố thời gian các bạn sẽ có là bằng Theo trục phân bố thời gian Thì từ đây đến đây Đúng không? Thời gian dao động từ giá trị bằng 0 lên giá trị cực đại của vận tốc là T chia 4 Đấy, rồi từ giá trị cực đại của vận tốc về một nửa Giá trị cực đại của vận tốc thì là T chia 6, đúng không? Vậy đây sẽ là T chia 4. Đấy, cộng với T chia cho 6. Và dĩ nhiên đây các bạn sẽ có là bằng à uh, uh, 5 5T chia cho 12. Đấy, 5T chia 12. Đấy và từ đây các bạn sẽ rút ra được uh, omega, đúng không? Uh, chúng ta sẽ rút ra được T trước rồi chúng ta suy ra omega. Uh, T sẽ là bằng À, 0,5 mà chia 5 bằng 0,1 0,1 mà nhân với 12 là bằng à, 1,2 Đúng không nhỉ 0,5 T chia cho 4 cộng với T chia 6 đúng rồi Đấy, Vậy thì ở đây các bạn sẽ ra 1,2 giây à 1,2 giây Từ đây các bạn suy ra Omega bằng à, 2P chia cho 1,2 Omega chúng ta như vậy Vậy thì các bạn sẽ tính được biên độ A Từ đây các bạn suy ra biên độ A sẽ là bằng à, Vmax tức là 10Pi Chia cho Omega của chúng ta ở đây sẽ là bằng à, 2Pi Nhân 1,2 bên trên Đấy, Vậy ở đây các bạn sẽ có là 5 x 1,2 là bằng 6cm 6cm À A à, bằng 6 cm thì chúng ta thế vào đây. Các bạn sẽ có li độ cần tìm, x sẽ là bằng 3 căn 3. Đúng không? Đấy, cm và đang có xu hướng chuyển động theo chiều dương. Nhưng cái đấy chúng ta không quan tâm lắm trong bài này. Bởi vì người ta không hỏi là chiều dao động tại cái thời điểm ứng với vị trí điểm M trên đồ thị. Thế nên các bạn chỉ cần tính li độ thôi. Và đáp án ở đây chúng ta sẽ chọn đó là B nhá. Các bạn thấy rằng là nó cũng không khó, đây là câu hỏi bình thường thôi. Rồi chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cùng tới một câu hỏi thuộc chuyên đề lượng tử ánh sáng. Và đây là câu hỏi về hiện tượng quang điện ngoài. Nội dung của hỏi chúng ta như sau. Giới hạn quang điện của các kim loại bạc đồng kẽm nhôm lần lượt là 0,26, 0,3, 0,35, 0,36 micromet tức là tăng dần lên. Chiếu bức xạ có bước sóng lambda vào các kim loại trên thì hiện tượng quang điện chỉ xảy ra với nhôm. Nếu như chiếu bức xạ có bước sóng lambda 2 vào các kim loại trên thì hiện tượng quang điện chỉ không xảy ra với kim loại bạc. Bài hỏi chúng ta là hiệu lambda 1 trừ lambda 2 không thể nhận giá trị nào sau đây. À, vậy thì các bạn phải xem cái khoảng giá trị của lambda 1 lambda 2 như thế nào. Rồi chúng ta xem đáp án nào mà nó không nằm trong khoảng giá trị đó thì chúng ta chúng ta chọn bởi vì đây là không thể mà À và đây các bạn sẽ đi tìm uh, lambda 1 xem điều kiện của nó là gì. Lambda 1 là cái bước sóng của bức xạ mà khiến cho bốn kim loại của chúng ta khi chiếu vào thì chỉ có thằng nhôm là có hiện tượng quang điện ngoài thôi. À có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái lambda 1 mà chúng ta chiếu vào chắc chắn là phải nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của thằng nhôm. Và thằng nhôm thì các bạn thấy là cái thằng có giới hạn quang điện dài nhất tức là 0,36 uh, 36 không 36 micromet đúng chưa Đấy, và các bạn nhớ ở đây là nó chỉ xảy ra với kim loại nhôm chỉ xảy ra với kim loại nhôm và để chỉ xảy ra kim loại nhôm thì tất cả những kim loại kia là không xảy ra ba kim loại còn lại tức là bạc đồng và kẽm là không xảy ra à muốn vậy thì lambda một của chúng ta bước sóng chúng ta chiếu vào phải dài hơn phải dài hơn hẳn giới hạn quang điện của cả ba cái thằng bạc đồng kẽm tức là lớn hơn cả ba thằng này thì các bạn thấy là chỉ cần lớn hơn 0,35 thôi là được đúng không? Tức là giới hạn quang điện của thằng kẽm là được. Vậy thì lambda 1 phải lớn hơn 0,35 micromet. Đấy chưa? Đấy thì đó là điều kiện của lambda 1. Tương tự thì bây giờ chúng ta sẽ có điều kiện của lambda 2. Lambda 2 là bước sóng của cái bức xạ mà nó gây ra hiện tượng quang điện ngoài với ba kim loại đó là đồng kẽm nhôm và chỉ không xảy ra với bạc thôi. Vậy thì để không xảy ra với bạc thì dĩ nhiên lambda 2 của chúng ta là phải dài hơn giới hạn quang điện của thằng bạc, tức là lớn hơn hẳn 0.26. Dấu bằng không xảy ra đâu nhá, bởi vì dấu bằng xảy ra là có hiện tượng quang điện ngoài rồi. Vậy đây phải lớn hơn hẳn 0,26 micromet à, và bây giờ nó gây ra hiện tượng qua điện ngoài với ba cái thằng kim loại đằng sau đồng kẽm nhôm thì bây giờ phải nhỏ hơn hoặc bằng à, nhỏ hơn hoặc bằng thằng uh, thằng thằng đồng thôi đúng không dạng qua điện đồng thôi 0,3 micromet là được 0,3 micromet thì nghiễm nhiên nó sẽ nhỏ hơn hẳn 0,35 và 0,36 thì càng gây ra hiện tượng qua điện ngoài đối với kẹo và nhô. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra à lambda 1 trừ lambda 2. Thì các bạn thấy rằng lambda 2 của chúng ta ở đây nó nó lớn hơn và nhỏ hơn bằng như này rồi. Vậy thì các bạn sẽ có trừ lambda 2. Đúng không? Trừ lambda 2 sẽ nhỏ hơn hẳn. Đấy là -0.26. và lớn hơn hoặc bằng -0.3 micromet. Đấy, thì các bạn nhìn vào cái phương trình 1, cái bất phương trình 1 và bất phương trình 3 chúng ta sẽ có là lambda 1 trừ lambda 2. Các bạn sẽ thấy rằng là các bạn lấy thằng này và cộng thằng này đúng không? Đấy, từng vế chúng ta cộng với nhau thì cái dấu bằng không xảy ra đâu. Vì một chỗ thì xảy ra dấu bằng, một chỗ thì không xảy ra dấu bằng. Thế nên các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ nhỏ hơn hẳn 0,36 mà trừ đi 26 là 0,1 đúng không? 0,1 micromet và lớn hơn hẳn. Đấy. Dấu bằng xảy ra đây nhưng mà dấu bằng xảy ra đây thế nên là các bạn sẽ thấy rằng nó lớn hơn hẳn bao nhiêu? À, 0,05 micromet. 0,05 Đấy, vậy thì khoảng giá trị của chúng ta ở đây Đó là từ 0,05 cho tới 0,1 micromet Và không có dấu bằng đâu nhé nằm trong khoảng thôi À, và cái giá trị các bạn thấy rằng nó nằm không nằm trong khoảng này. Trong các phương án của chúng ta là gì? 0,04 đúng không? Đáp án chúng ta đây là D. Đó. Chúng ta đã giải quyết xong câu hỏi về hiện tượng quan điện ngoài. Các bạn thấy là cũng uh, rất là đơn giản, không quá không quá phức tạp đúng không? Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo.